1 tỷ gửi ngân hàng cuối năm bạn sẽ nhận được bao nhiêu tiền? Nếu lãi suất ngân hàng đang trả là 8% một năm với kỳ hạn 1 năm thì trong trường hợp này 1 năm sau bạn sẽ nhận được là 80 triệu. Bắt đầu bạn cũng nghĩ rằng từ 1 tỷ, mình đã tăng lên 1 tỷ 80 triệu. Tuy nhiên, trên thực tế, lạm phát hàng năm tăng một chút, trung bình dao động từ 3 đến 4%. Vì vậy khi bạn nhận được 1 tỷ 80 triệu, thực tế giá trị của nó đã giảm đi bởi lạm phát. Nếu giả định lạm phát là 3%, thì giá trị thực tế của số tiền đó sẽ là khoảng 1 tỷ 47 triệu. Ta có phép tính sau, 1 tỷ 80 triệu trừ 3% nhân 1 tỷ 80 triệu. Nếu giả định lạm phát là 4%, thì giá trị thực tế sẽ là khoảng 1 tỷ 44 triệu. Ta tính như sau, 1 tỷ 80 triệu trừ 4% nhân 1 tỷ 80 triệu. Vì vậy, khi đem 1 tỷ gửi ngân hàng, sau 1 năm bạn chỉ có thể mang về 1 tỷ 44 triệu thôi hoặc 1 tỷ 47 triệu thôi. Lạm phát có thể làm cho chúng ta trở nên nghèo đi và việc đơn thuần mang tiền nhàn rỗi gửi ngân có vẻ là dễ dàng, nhưng lại không hiệu quả đâu bạn nhé. Để gia tăng tài sản của mình, bạn phải học cách sử dụng tiền nhàn rỗi đi. Đầu tư vào các cơ hội, và một trong những kênh đầu tư mà rất nhiều người đã kiếm được rất nhiều tiền, đó là kênh bất động sản. Để có thêm kiến thức kinh nghiệm đầu tư sao cho hiệu quả thì các bạn hãy theo dõi Dũng. Dũng sẽ hướng dẫn các bạn từ những bước chân nhỏ nhất